Vâng, xin chào các bác. Trước mắt các bác là một con âm ly đèn của Lukman. Ở phân khúc mà trên 20 một tí thì chỉ có Lukman LX33 hoặc là A1033 thôi các bác. Một trong những dòng âm ly đèn rất là hay, ngọt ngào. Đánh tốt những dòng loa có độ nhạy cao từ 90 dB trở lên. Con này mà các bác ghép JBL hoặc là những dòng Antech mắt 40 đồng trục rồi các bác. Nghe rất là phê. Các bác nào đang chơi những cặp loa toàn giải rồi coi. Tăng noise JBL vân vân, những dòng loa cổ, loa đời cao nghe nhạc độ nhẹ chỉ cần trên 90 dB là các bác ghép tốt nha. LX33 Lukman LX33 Gold chạy 4 bóng 6 CA7 LL34 theo máy cực đẹp, có chỉnh bass trap cho các bác luôn nha. Máy này gọi là xuất sắc luôn. Và ươm các bác trưng bày rất là đẹp. Đây là phía trên nóc của máy. Tất cả bóng zin theo máy chạy hoàn hảo hết nha. Em đã test và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hàng đây. Bác nào cần video thì em làm video cho các bác nha. Tất cả bóng zin theo máy đã được kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi. Giá con này là 22 triệu nha các bác. Lukman LX33. Mặt tiền là đẹp không tì vết rồi các bác. Chỉnh bass chép ba lăng đầy đủ hết nha. Em mở nắp lên để các bác cùng chiêm ngưỡng bên trong. Giá đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn 21.800 bao ship. Bác nào chưa đăng ký kênh hãy ấn nút đăng ký góc phải màn hình để luôn được cập nhật những video mới nhất để ủng hộ kênh. Đây là cấu hình bên trong, máy nó sẽ sử dụng máy là có 4 cái bóng L34 6C A7 của Yaban theo máy, những bóng rề, hai tăng phô xuất âm, tăng phô nguồn, những công tụ vân vân. Đây là bộ mặt rề. Đây là phần bảo vệ. Đây 6C A7 nha, L34 nha các bác. Tất cả bóng zin. Máy chạy hoàn hảo hết. Các bác nghe nhạc vàng thì những con đèn này là ghép là cực kỳ chuẩn rồi nha. Của Lukman. Lukman là thiên về độ ngọt ngào và chất âm của Lukman đưa ra thì rất là dễ phối ghép với những dòng loa nghe nhạc ở toàn thế giới và những cái dòng loa ở phân khúc mà có độ nhẹ nó cao cao là các bác ghép đèn rất là hay. Nghe nó rất là tinh tế và âm thanh nó càng nghe nó càng nắng lên nó càng hay. Độ chân thật của âm thanh nó sẽ cao. Và con này là con Lukman LX33 nha các bác. Mạch vàng gold. Đây là cấu hình bên trong của nó. Thì có thể thấy tăng phô nguồn, hai tăng phô xuất âm, 4 bóng công suất, những bóng rề 12A7 và 12X7 tụ nguồn, bộ phận rề. Rồi em xin chào hẹn gặp lại các bác. Bác nào lấy con LX33 thì alo cho em. Cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên. Cọc khoảng 2 triệu là các bác nhận hàng và thanh toán là 20 triệu. Và đây là phiên bản gold nha, băng vàng các bác. Mặt đẹp không tì vết nha.